chuyên gia lẫn học sinh đều phản ánh học online không hiệu quả. Cà Mau gửi công văn hỏa tốc yêu cầu dừng tổ chức các lớp học trực tuyến ở cấp tiểu học. Hàng loạt tỉnh thành cũng đồng loạt yêu cầu tạm dừng học trực tuyến đối với học sinh nhỏ tuổi. Kính thưa quý vị, tối qua ngày 17 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau ra công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương trên toàn tỉnh dừng tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học từ tuần thứ 3 của năm học 2021-2022. Theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh Cà Mau, trong số các học sinh học trực tuyến, khoảng 60% em học có chất lượng, số còn lại có tham gia học nhưng hiệu quả không cao, hơn nữa cấp học thấp, hiệu quả cũng thấp hơn. Cùng ngày, Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ cho biết, lãnh đạo thành phố yêu cầu lùi thời gian tự trường năm học 2021-2022 đối với lớp mầm non và tiểu học đến khi có thông báo mới. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ khẳng định sẽ không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ lớp 1. Đại diện sở cho rằng dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 sẽ không đạt hiệu quả như mong đợi. Nếu cho trẻ học và kiểm tra online, kết quả sẽ không thể tốt như yêu cầu đề ra. Ngoài ra, trẻ lớp 1 bước vào môi trường học tập mới còn nhiều bỡ ngỡ. Việc các em tiếp cận với thiết bị điện từ sớm cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tâm sinh lý. Nhiều tỉnh khác như Lâm Đồng, Nghệ An cũng yêu cầu dừng việc học trực tuyến đối với học sinh nhỏ tuổi. Như tại Lâm Đồng, trẻ lớp 1, lớp 2 tạm thời chưa tổ chức học trực tuyến. Trao đổi về hiệu quả của việc học trực tuyến, tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục nhận định với học sinh tiểu học và trung học cơ sở thì hiệu quả của việc học online chỉ dao động ở mức 20-60%. Hình thức học trực tuyến đã được áp dụng nhiều lần kể từ khi đại dịch bùng phát, gần đây nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021. Khi đó, để khảo sát chất lượng học tập trực tuyến, các chuyên gia đã theo dõi quá trình học tập của một số em học sinh các cấp khác nhau. Em B, học sinh lớp 4 của trường tiểu học ở quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: "Cháu thấy rất căng thẳng do phải học rất là lâu và khó. Học từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, cháu tiếp thu bài học khó hơn so với trên lớp. Trên lớp tiếp thu bài học rất nhanh. Bây giờ học online nên tiếp thu bài học rất khó khăn." Từ camera của lớp học trực tuyến, các chuyên gia phát hiện trong 2 giờ học, thỉnh thoảng em B có tranh thủ đọc truyện, vẽ vào vở, đôi lúc còn ngáp vì mệt mỏi. Nhiều học sinh khác cũng tương tự như vậy, cũng ngáp và nằm ra bàn sau một lúc vào học. Ngay cả cấp cao hơn cũng vậy, chất lượng giảm rõ rệt. Em Y, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa chia sẻ: "Học online ở nhà qua Zoom khiến việc tiếp thu kiến thức do cô giáo giảng bài không bằng ở trên lớp. Ở nhà có thể cháu sẽ bị phân tán bởi những thứ xung quanh. Ở trường chỉ nghe cô giáo giảng bài trên lớp và ghi bài thôi, nhưng ở nhà thì thi thoảng lại đứng lên làm cái này. Trong giờ có thể làm việc riêng, trong giờ mình sẽ bị phân tán nên việc tiếp thu không được như ở trường và thi thoảng có một số lỗi như lỗi ở máy, lỗi mạng khiến thời gian giải quyết khá là lâu và khó, cũng ảnh hưởng tới việc học." Chia sẻ về quan điểm chất lượng học online, chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương nói: "Với điều kiện của các con ngồi học tại nhà, gặp rất nhiều những tác động ở khắp mọi nơi. Hơn nữa là các cô cũng rất khó khăn để có thể dạy các con. Khi máy móc của các con có những vấn đề trục trặc, khiến việc học online rất khó để có thể đạt được hiệu quả. Trong khi đó, những vấn đề khác tác động đến các con như việc ngồi lâu trên máy tính có thể khiến các con bị ảnh hưởng đến mắt rồi lại bị tác động vào não, thì rõ ràng là chúng ta dường như đang lợi bất cập hại trong việc dạy học online." Đến thời điểm hiện tại, đa phần phụ huynh và học sinh đều cho rằng hình thức học trực tuyến đối với các em học sinh nhỏ tuổi là không hiệu quả, thậm chí lợi bất cập hại. Vậy nên việc con trẻ có thể đến trường là điều mà hầu hết các bậc phụ huynh đều mong mỏi. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.